Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, Việt Nam hiện là nước có các bệnh nhân nấm phổi Aspergillus mãn tính đứng thứ 5 trên thế giới, với trên 100.000 ca tính đến năm 2022. Điều đáng nói là 90% số người nhiễm nấm phổi tại Việt Nam chưa được phát hiện và điều trị, dẫn đến nguy cơ bệnh chuyển nặng cũng như tử vong cao. Trung tâm điều trị bệnh phổi hiếm và các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông Tiến nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ho và nôn ra máu. Sau đó ông mới biết mình bị nấm phổi Aspergillus mãn tính. Là cái bệnh này, bệnh của tôi, bệnh phổi là tôi xác định là phổi mình mà không giữ là mình ốm, vừa nó lặng. Cốt là phải giữ được gì thì cái sức khỏe là quan trọng. Theo các bác sĩ, nấm phổi Aspergillus mãn tính là bệnh lý nguy hiểm, thường gặp ở những bệnh nhân có bệnh lý phổi nền. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, phần phổi bị phá hủy sẽ ngày một lớn, dẫn đến mất chức năng phổi. Điều đáng nói, đây là bệnh khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn sang những bệnh khác như lao, nhiễm trùng đường hô hấp. Nguyên nhân gây bệnh nấm phổi là do người bệnh hít phải bào tử nấm trong không khí. Bệnh tiến triển chậm, từ từ, nên người bệnh không cảm nhận được ngay những ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi có những biểu hiện rõ ràng, thì tình trạng đã nặng. Bệnh nhân này từng mắc nấm phổi và phải cắt u nấm vào năm 2018 sau những cơn ho ra máu kéo dài. Tuy nhiên, sau 6 năm, ông lại một lần nữa bị nấm phổi. 50 tuổi, nhưng ông chỉ còn 43 cân, sức khỏe suy kiệt và thở khó khăn. Bệnh nấm này bởi vì nó làm cho mình, con người suy kiệt dần. Thì từ năm 2016 là ho ra máu rất nhất rất nhiều ấy. Thì sau thì nút mạch, sau 2018 lại ra mổ cắt nấm đi, đến bây giờ nó lại bị lại, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sức khỏe của mình và gia đình. Theo tiến sĩ bác sĩ Bích Ngọc, việc chẩn đoán nhiễm nấm phổi hiện nay còn gặp nhiều khó khăn cả về trang thiết bị, năng lực xét nghiệm và trang bị kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Hiện Bệnh viện Phổi Trung ương đang trình Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán điều trị nấm Aspergillus phổi mãn tính để ban hành rộng rãi từ trung ương đến tuyến cơ sở. Sau khi hướng dẫn đó được ban hành thì rất là mong muốn là các cơ sở y tế nâng cao được năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh nấm Aspergillus phổi mãn tính, thì như vậy thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân được chẩn đoán bệnh, được điều trị. Để phòng ngừa mắc nấm phổi, bác sĩ khuyên cáo mọi người tránh tiếp xúc với môi trường nấm mốc, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, tăng cường sức đề kháng, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, khám bệnh định kỳ nếu có bệnh lý về phổi.